Mời các em chúng ta đến với dạng 8, trung bình cộng trong bài toán tính tuổi. Thì các bước giải chung thì thầy đưa ra cho chúng ta tham khảo hai bước chính như sau. Bước 1 đó là các em vẽ sơ đồ bài toán. Bước 2 đó là chúng ta sẽ đi khai thác dữ kiện và thực hiện yêu cầu của bài toán các em nhé. Chúng ta cùng vào một bài tập cụ thể nào, bài số 1. Đề bài như sau. Hiện nay, trung bình số tuổi của bố, mẹ và An là 22 tuổi. Nếu không tính tuổi của bố thì trung bình cộng số tuổi của mẹ và An là 17. Tính tuổi bố An hiện nay. Đây là một bài toán rất là hay. Bài toán này có hai yếu tố trung bình cộng. Đấy. Vậy thì lúc này thầy trò mình cũng sẽ vẽ biểu diễn khai thác vào hai cái trung bình cộng này em nhé. Chúng ta đi tóm tắt bài toán như sau. Chúng ta sẽ đi khai thác cái trung bình cộng thứ nhất, đó là trung bình cộng của mấy người các em nhỉ? Trung bình cộng số tuổi của ba người, đó là bố, mẹ và An. Thì mình sẽ ghi cho thầy là đó là tuổi này, là trung bình cộng, đúng không? Đây tuổi này, tuổi của bố này, mẹ này và An. Có ba người mà có trung bình cộng rồi thì các em sẽ đi vẽ cho thầy là ba đoạn thẳng bằng nhau, đúng chưa? Đấy, chúng ta khai thác yếu tố trung bình cộng vào sơ đồ đấy. Thì thầy sẽ vẽ cho thầy nào, thầy sẽ vẽ mỗi một đoạn là độ dài 2 cm. Đoạn thứ nhất này, đánh dấu này. Đoạn thứ hai, đánh dấu này. Đoạn thứ ba. Rồi, mỗi một đoạn này là gì các em nhỉ? Mỗi một đoạn này nó chính là trung bình cộng số tuổi của cả ba người các em nhé. Đây là trung bình cộng. Được chưa? Trung bình cộng. Và mỗi một cái trung bình cộng này ứng với 22 tuổi theo đề bài cho, đúng chưa các em? Đây là 22 tuổi. Đó. Và từ điểm đầu này cho đến điểm cuối cùng là tổng số tuổi của cả ba người các em ạ. Đấy là chúng ta xong về cái dữ kiện trung bình cộng thứ nhất rồi. Chúng ta cùng đến với trung bình cộng thứ hai, đó là trung bình cộng số tuổi của mẹ và An. Thì mình sẽ lại vẽ cho thầy là tuổi của mẹ và An. Có hai người thì mình sẽ vẽ là hai đoạn thẳng bằng nhau, đúng chưa em? Mỗi một đoạn sẽ chính là trung bình cộng tuổi của hai người. Trung bình cộng tuổi của ba người là 22 tuổi, trung bình cộng tuổi của hai người là 17 tuổi thôi. Thì theo các em là độ dài như thế nào nhỉ? Chúng ta đánh dấu các điểm đầu thẳng nhau này. Chúng ta dùng thước dấu gióng thẳng xuống. 22 tuổi là một đoạn này, vậy thì 17 tuổi sẽ là một cái đoạn ngắn hơn. Đúng không? 22 tuổi là mỗi một đoạn này là 2 cm. Vậy thì 17 tuổi sẽ là một đoạn ngắn hơn 2 cm. Khi chúng ta vẽ, chúng ta cố gắng là vẽ nó tương đối như vậy nhé. Đây. Đây, giả sử thầy vẽ là một đoạn như thế này chẳng hạn. Đây. Đoạn này ngắn hơn đúng chưa? Các em nhìn thấy ngắn hơn chưa? Và đoạn này chính là một trung bình cộng tuổi của mẹ và An. Rồi chúng ta dùng thước, chúng ta đánh dấu, chúng ta lại đo một đoạn y như vậy luôn nhé. Rồi chúng ta đánh dấu một đoạn y như vậy. Đây. Đó. Các em thấy hai đoạn bằng nhau chưa? Mỗi một đoạn này là trung bình cộng tuổi của mẹ và An các em ạ. Đây là trung bình cộng này, tuổi của mẹ và An. Và cái đoạn này ứng với bao nhiêu tuổi các em nhỉ? Ứng với 17 tuổi theo như đề bài cho. Em hiểu chưa? Đấy. Thế bên đề bài hỏi các em cái gì nữa nhỉ em? Đề bài hỏi các em là tính tuổi của bố An hiện nay. Nào, khi chúng ta đã có hai cái phần sơ đồ này rồi thì từ điểm đầu tuổi của mẹ An này, của mẹ và An này, từ điểm đầu đến điểm cuối chính là tổng số tuổi của mẹ và An, đúng không? Vậy thì chúng ta dùng thước, chúng ta gióng thẳng so với lại cái sơ đồ đầu tiên, chúng ta gióng thẳng xuống đến điểm cuối này, thì cái đoạn chênh lệch này chính là tuổi của ai các em nhỉ? Đúng rồi, chính là tuổi của bố đấy các em ạ. Đấy, đây chính là tuổi của bố đây. Em thấy hay chưa? Đấy, bài toán chúng ta khai thác sơ đồ.
tuổi của bố chưa biết đúng không? Vậy thì làm thế nào để chúng ta tính được tuổi của bố bây giờ nhỉ? Theo như sơ đồ ấy, các em ạ, chúng ta nếu mà chúng ta biết được tổng số tuổi của cả ba người đúng không? Các em trừ đi tổng số tuổi của mẹ và An thì có phải là các em ra được cái đoạn chênh lệch này không đúng không em? Đúng chưa? Thì mình sẽ ra cái đoạn này. Đoạn này chính là tuổi của bố. Em hiểu chưa? Rồi, đấy là ý tưởng bài toán. Chúng ta đi trình bày lời văn như sau. Bài giải. Bài giải này. Chúng ta có tổng số tuổi của bố, mẹ và An là nào. Tổng số tuổi. Của bố này, mẹ này và An là, nó chính là mấy lần trung bình cộng các em nhỉ? Nó chính là 3 lần trung bình cộng đấy các em. Muốn tính tổng đúng không? Muốn tính tổng thì ta sẽ lấy gì? Ta sẽ lấy trung bình cộng, chúng ta nhân với số số hạng. Trung bình cộng tuổi của 3 người là 22 tuổi, chúng ta nhân với số số hạng, tức là có 3 người, tức là có 3 số hạng đúng không? Có 3 tuổi đúng không? Chúng ta nhân với 3 lên. Có 3 độ tuổi, chúng ta nhân với 3 lên, 3 số hạng mà. Phép tính là 22 chúng ta nhân với 3 sẽ bằng 66 tuổi. Là tổng số tuổi của 3 người. Nào, trên sơ đồ là cái đoạn nào các em nhỉ? Các em nhìn được không nhỉ? Đây, trên sơ đồ chính là từ điểm đầu này, tổng số tuổi của 3 người này. Từ điểm đầu đến điểm cuối này là tổng tuổi của 3 người, các em hiểu chưa? Từ điểm đầu đến điểm cuối, xong chưa? Tương tự như vậy, chúng ta sẽ khai thác cái sơ đồ bên dưới nào các em. Đó là từ cái sơ đồ này mình sẽ tính được tổng số tuổi của mẹ và An, đúng chưa? Sẽ chính là trung bình cộng tuổi của mẹ và An nhân với 2 lần lên, đúng không các em? Đó, mình có tổng số tuổi của mẹ và An là, dễ dàng ta sẽ có ngày phép tính là 17, chúng ta nhân với 2. 17 chúng ta nhân 2 lần lên. Dễ dàng em sẽ nhẩm được bằng 34 đúng không? Đơn vị là tuổi. Chúng ta làm đây, chúng ta gần ra đến phần đích rồi. Em nhìn kỹ nhá. Từ điểm đầu này tổng tuổi 3 người này. Từ điểm đầu đến điểm cuối là tổng tuổi 3 người đúng không? Từ điểm tiếp theo là từ điểm đầu đến điểm này sẽ chính là tổng tuổi của mẹ và An. Vậy thì chúng ta dùng sơ đồ chúng ta gióng thẳng xuống thì chúng ta sẽ lấy tổng số tuổi của 3 người đúng không? Trừ đi tuổi của mẹ và An thì mình sẽ ra tuổi của bố An hiện nay này các em ạ. Em thấy dễ chưa? Chúng ta trình bày lời văn như sau. Tuổi của bố An hiện nay là, tuổi của bố An hiện nay là, chúng ta sẽ lấy tổng tuổi của 3 người đúng không? Là 66. Trừ đi tổng số tuổi của mẹ và An, trừ đi 34. Và chúng ta dễ dàng nhẩm ra ngay, nó sẽ bằng kết quả bằng 32, đơn vị là tuổi. Vậy đây chính là đáp số của bài toán các bạn. Mình sẽ ghi đáp số đó là 32 tuổi. Chính là tuổi của bố đúng không? Mời các em chúng ta đến với bài 2, đề bài như sau. Trung bình cộng số tuổi của bố, mẹ và Lan là 30 tuổi. Nếu không tính tuổi bố thì trung bình cộng số tuổi của mẹ và Lan là 24. Hỏi bố Lan bao nhiêu tuổi? Thì cái bài số 2 này cũng ý tưởng tương tự như bài 1 thôi các em ạ. Đó, bài 2 tương tự như bài 1 đúng không? Bài 1 chúng ta đã làm trước đó rồi. Thì chúng ta cũng sẽ vẽ cái sơ đồ như thầy đấy. Chúng ta sẽ vẽ hai cái sơ đồ. Đúng không? Là tóm tắt như sau. Chúng ta khai thác hai cái trung bình cộng nhé. Thứ nhất là trung bình cộng số tuổi của bố, mẹ và Lan, tức là chúng ta sẽ khai thác là tuổi của bố, mẹ và Lan đúng không? À, chúng ta có tuổi của bố này, mẹ này và Lan của ba người, của tức là có ba số hạng này đúng không? Có ba số hạng, mình sẽ vẽ 3 đoạn thẳng bằng nhau. Mỗi một đoạn chính là trung bình cộng số tuổi của 3 người đúng không? Thầy sẽ vẽ mỗi đoạn là độ dài 2 cm. Đoạn thứ nhất. Đoạn thứ hai.
cũng 2 cm, đoạn thứ 3 cũng 3 cũng 2 cm. Rồi, mỗi một đoạn này chính là trung bình cộng tuổi của ba người anh em ạ. Đây trung bình cộng. Và cái đoạn này ứng với bao nhiêu tuổi các nhỉ? Theo như đề bài là 30 tuổi. 30 tuổi. Rồi. Xong nhé. À, bây giờ chúng ta đến với tuổi của mẹ và Lan nào. Chúng ta khai thác tiếp yếu tố trung bình cộng thứ hai. Là mình có tuổi của mẹ và Lan. Bây giờ chúng ta sẽ đi đánh dấu các điểm đầu thẳng nhau. Chúng ta dùng thước, chúng ta gióng thẳng xuống như thầy nhé. Gióng thẳng xuống. Thì mình sẽ được các điểm đầu thẳng nhau này. Thế bây giờ trung bình cộng tuổi ba người là 30 tuổi. Trong khi đó trung bình cộng tuổi của mẹ và Lan là 24. Tức là cái đoạn thẳng thể hiện trung bình cộng của mẹ và tuổi của mẹ và Lan sẽ là một đoạn thẳng ngắn hơn 2 cm em nhé. Ngắn hơn so với cái trung bình cộng ở phía trên đúng không? Bởi vì nó chỉ có 22 tuổi thôi. Đúng chưa? Đấy, ngắn hơn như thế này. Em nhớ đánh dấu nhé. Đây là đoạn thứ nhất và đây là đoạn thứ hai. Đó, em nhìn thấy chưa? Đây đoạn thứ nhất này. Đây đoạn thứ hai. Mỗi một đoạn này ứng với trung bình cộng này. Tuổi của mẹ và Lan đúng không? Trung bình cộng. Và mỗi một đoạn này theo như đề bài cho là 24 tuổi các bạn. 24 tuổi. Ở phần biểu diễn ở phía trên thì chúng ta sẽ có tổng số tuổi của ba người là từ điểm đầu đến điểm cuối đúng không? Và ở phía dưới đó là chính là tuổi của mẹ và Lan. Thế bây giờ hai điểm đầu thẳng nhau rồi, mình dùng thước mình gióng thẳng xuống nữa. Gióng thẳng xuống điểm cuối ở đây. Thì chúng ta sẽ nhìn ngay đó là cái đoạn tổng số tuổi của ba người hơn tổng số tuổi của hai người của mẹ và Lan này là cái đoạn này đúng không? Đoạn này chính là tuổi của bố đó các em ạ. Đó, chính là tuổi của bố. Chúng ta chưa biết. Tuổi của bố chúng ta chưa biết. Chúng ta thấy hay chưa? Cái bài toán này có hai trung bình cộng ta đã khai thác rồi. À, bây giờ chúng ta sẽ đi bài giải như sau. Đề bài đã cho chúng ta trung bình cộng rồi thì mình phải đi chúng ta tận dụng triệt để, chúng ta tính cho thầy tổng đúng chưa? Mình sẽ đi trình bày như sau. Nào, cái đoạn sơ đồ thứ nhất, mình sẽ có tổng tuổi của bố, mẹ và Lan là đúng chưa? Tổng số tuổi của bố này, mẹ này và Lan là. Phép tính đây chúng ta sẽ lấy trung bình cộng nhân với mấy cái nhỉ? Có 3 số hạng hay là có 3 đoạn bằng nhau, ta sẽ lấy trung bình cộng nhân 3 đúng chưa? Ta lấy 30, chúng ta nhân 3, em nhầm được ngay bằng 90, đơn vị là tuổi. Xong rồi, chúng ta xong tổng số tuổi của ba người rồi. Bây giờ đến tổng số tuổi của mẹ và Lan thôi, đúng không? Tổng số tuổi của mẹ và Lan là, à, theo như sơ đồ em thấy ngay đó là chúng ta sẽ lấy 24, chúng ta nhân 2 lần lên đúng chưa? Ta sẽ lấy 24 nhân 2 thì sẽ bằng 48 các bạn, đơn vị tuổi. Đúng chưa? Và cũng theo sơ đồ, sau khi mình đã gióng thẳng các điểm đầu điểm cuối rồi ấy, thì mình sẽ nhìn ra ngay tuổi của bố sẽ bằng tổng tuổi của ba người trừ đi tổng tuổi của mẹ và Lan. Em hiểu chưa? Rồi, mình sẽ đi trình bày lời văn. Tuổi của bố Lan là, đúng không em? Tuổi của bố Lan là. Chúng ta có phép tính, ta lấy tổng tuổi của ba người, đúng chưa? Nhìn trên sơ đồ, thầy đang chỉ này. Tổng tuổi của ba người, đúng không? Mình đã tính bằng 90 tuổi rồi. Trừ đi tổng số tuổi của mẹ và Lan, đúng không? Tức là 48. Bằng bao nhiêu nhỉ? Em đặt tính ra nhát nhé. 90 trừ 48
0 không trừ được 8, ta lấy 10 trừ 8 bằng 2, viết 2, nhớ 1, 4 thêm 1 bằng 5, 9 trừ 5 bằng 4, viết 4. Như vậy ta được kết quả bằng 42, đơn vị là tuổi. Và đây chính là tuổi của Cố Vạn Lan, đúng không? Chúng ta ghi đáp số là 42 tuổi. Mấy em chúng ta đến với bài 3. Biết tuổi trung bình của 32 học sinh trong lớp là 9 tuổi. Nếu tính cả cô giáo thì tuổi trung bình của cô và 32 học sinh là 10 tuổi. Hỏi cô giáo bao nhiêu tuổi? Đây là một bài toán cũng rất là hay, cũng khai thác hai cái trung bình cộng em ạ. Về cách chúng ta đi tóm tắt sơ đồ ấy, thì chúng ta cũng vẽ hai cái sơ đồ ra. Nhưng mà các em lưu ý cho thầy nhé, đó là khi mà chúng ta vẽ sơ đồ tuổi của 32 học sinh, tuổi của 32 học sinh, thì chúng ta không làm tương tự như những bài trước được. Bài trước là ví dụ có hai số hạng, có ba số hạng thì mình sẽ vẽ là hai đoạn thẳng bằng nhau hoặc ba đoạn thẳng bằng nhau, đúng không? Nhưng ở đây có tận 32 học sinh, các em vẽ 32 đoạn bằng nhau thì rất là mất thời gian. Đúng chưa? Vậy chúng ta sẽ sáng tạo ra cách vẽ sơ đồ khác. Bây giờ thầy sẽ vẽ hẳn một đoạn thẳng dài luôn. Đoạn thẳng dài của thầy. Và nó thể hiện ứng với tổng số tuổi của 32 học sinh. Vậy thì kem nháp cho thầy tổng bằng gì nhỉ? Cách tính tổng. À đây rồi. Tổng nó sẽ bằng trung bình cộng chúng ta nhân với số số hạng. Đúng chưa kem? Vậy chúng ta áp dụng vào cái sơ đồ này. Cả một cái đoạn thẳng này của thầy chính là tổng số tuổi của 32 học sinh, đúng không? Từ điểm đầu này, đánh dấu đến điểm cuối này các em. Nó sẽ bằng tổng. Tổng bằng gì? Chính là trung bình cộng nhân số số hạng. Trung bình cộng là 9 nhân với số số hạng là 32 bạn. Em hiểu chưa? Đấy, như thế này là chúng ta đã ra được một cách vẽ sơ đồ rồi, đúng chưa các em? 9 x 32 đơn vị là tuổi, đúng không? Đơn vị là tuổi. Đúng chưa? Đó. Rồi, bây giờ chúng ta lại tương tự như vậy. Chúng ta vẽ cho thầy là tuổi của 32 học sinh và thêm cả cô giáo nữa, đúng không? Và cô giáo. Bây giờ em tư duy cho thầy là đó là tuổi của 32 học sinh và cô giáo sẽ là một đoạn thẳng như thế nào so với tuổi của 32 học sinh em nhỉ? Nào, chúng ta đánh dấu mốc các điểm đầu thẳng nhau. Em tư duy thế nào nhỉ? À đúng rồi, đó chính là một đoạn thẳng dài hơn so với tuổi của 32 học sinh em ạ. Bởi vì thêm cả tuổi cô giáo nữa mà. Đúng chưa? Là một đoạn dài hơn như thế này. Đây chẳng hạn. Đây là điểm đầu đến điểm cuối. Đúng chưa? Và đây, cả cái đoạn dài này của thầy chính là tổng số tuổi của ai các em nhỉ? Chính là tổng số tuổi của 32 học sinh, của 32 học sinh và của cả cô giáo nữa các em ạ. Đấy. Muốn tính tổng ta làm thế nào? Muốn tính tổng ta sẽ lấy trung bình cộng nhân số số hạng các em ạ. Vậy trong cái ý tóm tắt này, trung bình cộng là 10 đúng không các em? Nhân với số số hạng là nhân với bao nhiêu các em nhỉ? 32 học sinh thêm cả cô giáo nó làm bao nhiêu số hạng? À 33. Ta lấy 32 cộng 1 nữa mà đúng không? Sẽ là 33 đấy các em ạ. Đấy, đơn vị là tuổi nhé. Em rõ chưa? Đấy là tổng số tuổi. Thế bây giờ làm thế nào để ra tuổi cô giáo nhỉ? Nào, chúng ta lại gióng các điểm đầu, điểm cuối của đoạn thẳng này, chúng ta gióng thẳng xuống. Thì chúng ta sẽ nhìn ra ngay cái đoạn là đoạn tổng số tuổi của 32 học sinh và cô giáo dài hơn so với tổng số tuổi của 32 học sinh này. Cái đoạn này, cái đoạn chênh lệch này các em ạ. Đây, nhìn ra ngay đoạn chênh lệch này chính là tuổi của ai nhỉ? Chính là tuổi của cô giáo đấy. Đúng chưa? Đây chính là tuổi cô giáo chưa biết. Tuổi của cô giáo chưa biết. À, trên sơ đồ này em đã hình dung rõ ràng về cái ý tưởng và cách chúng ta viết lời văn bài toán chưa? Chúng ta cùng làm với thầy nhé. Bây giờ ta có ngay bài giải.
Đầu tiên là mình sẽ tính được tổng số tuổi của 32 học sinh ở trong lớp, đúng không các em? Đấy, tổng số tuổi. Của 32 học sinh là đấy, chúng ta nhìn sơ đồ chúng ta thấy chưa? Chúng ta sẽ có ngay phép tính là trung bình cộng là 9 nhân với số số hạng là tức là nhân với 32. Đấy, chúng ta đã tính ra nháp nhé. 9 nhân 32. Để cho em thuận tiện trong việc đặt tính thì 9 nhân 32 sẽ chính bằng 32 nhân 9 nhé. Các em đổi chỗ hai thừa số cho nhau thì ta vẫn được kết quả bằng nhau các em nhé. Đấy, bây giờ ta đặt tính cho dễ dàng này. Đặt tính là 32 nhân 9 nào. 32 nhân 9. Đấy. 9 nhân 2 bằng 18, viết 8 nhớ 1. 9 x 3 bằng 27, thêm 1 bằng 28, ta viết 28 đây. Như vậy, ta được tổng số tuổi của 32 bạn là 288. 288 đơn vị đặt tuổi. Xong nhé. Tương tự như vậy, trên sơ đồ mình sẽ tính được cho thầy là tổng số tuổi của 32 học sinh và cô giáo là... các bạn. Tổng số tuổi của 32 học sinh và cô giáo là chính là chúng ta sẽ lấy muốn tính tổng này, ta lấy trung bình cộng nhân số số hạng đúng không? Trung bình cộng là 10 tuổi này nhân với số số hạng. Các em cẩn thận, các em có thể làm như thế này, các em đặt phép tính như thế này. Số số hạng ở đây sẽ là 32 bạn học sinh cộng thêm cô giáo nữa, tức là cộng thêm một người nữa. Đấy, như thế này rất là chắc chắn này, các em hiểu chưa? Đấy, thì sẽ bằng bao nhiêu nhé? Đấy, các em ngầm hiểu chính là phép tính 10 nhân với 33 đúng không các em? Hay chính bằng 33 nhân 10. Khi nhân một số với 10 ta chỉ việc thêm một số 0 đằng sau thôi sẽ bằng 330. Em rõ chưa? Chúng ta thì kết quả bằng 330. Đơn vị là tuổi nhé. Như vậy, theo như sơ đồ ấy, thì chúng ta đã nhìn ra được là tổng số tuổi của 32 học sinh và cô giáo là cái đoạn dài nhất. Chúng ta tính được đoạn dài nhất rồi đúng không? Tính được tuổi của 32 học sinh rồi. Vậy mình sẽ nhìn ra ngay tuổi cô giáo. Em hiểu chưa? Mình sẽ ghi cho thầy là tuổi của cô giáo là tuổi của cô giáo là phép tính ở đây chúng ta sẽ lấy cái đoạn dài nhất đúng không? Đấy là 330, chúng ta đã vừa tính xong 330. Trừ đi cái đoạn mà chúng ta vừa tính ở phía trên, trừ đi cái đoạn này đúng không? Tức là trừ đi 288. Trừ đi 288. Thì mình sẽ ra tuổi của cô giáo các em ạ. Dễ chưa nào các em? Nào chúng ta đã tính ra nháp nào. 330 trừ 288. Nào chúng ta trừ nhé, lần lượt từ phải sang trái nào. 00 trừ được 8, ta lấy 10 trừ 8 bằng 2, viết 2 nhớ 1. 8 thêm 1 bằng 9. 30 trừ được 9, ta lấy 13 trừ 9 bằng 4, viết 4 nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3, 3 trừ 3 bằng 0, ta không viết nữa. Như vậy ta được kết quả bằng 42. Và đây chính là tuổi của cô giáo. 42 tuổi. Vậy ta sẽ ghi đáp số cho thầy là 42 tuổi.